Mình xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ vào bếp chia sẻ các bạn cách làm chả lụa nha. Ở đây là có nửa ký tàu hũ kỳ tươi, nửa ký tàu hũ kỳ tươi, tiêu, bột niêm, đường, bột ngọt, nước mắm. Bây giờ cái này hôm nay mình chỉ làm chả lụa, chỉ có một nguyên liệu thôi. Nguyên liệu chính là tàu hũ kỳ. Bây giờ tàu hũ kỳ tươi, bây giờ mình sẽ đi rửa sơ lại. Tại nhiều khi mình sợ người ta tẩm quá chất này kia nọ, để cho được lâu á mình phải rửa lại nha. Bây giờ mình rửa xong mình bỏ vô cái rổ cho ráo nè. Tại nhiều khi mình sợ á, mình sợ nên mình mới rửa lại cho chắc ăn. Bây giờ mình sẽ sắc ra nha. Chuẩn bị mình sắc ra rằng mình đi xay nha cả nhà. Mình sắc ra. Mình chuẩn bị cái thao. Bây giờ mình cho gia vị vào nha. Mình cho nửa muỗng cà phê tiêu, một muỗng cà phê bột niêm, một muỗng cà phê đường, một chút bột ngọt. Cái này là khoảng nửa muỗng canh nước mắm nha các bạn. Thì cũng như là một muỗng cà phê thôi. Mình cho vào đây một chút xíu bột tỏi, bột hành. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái máy xay thì mình xay nha, mình trộn cho nó đều. Tiêu hột lát mình bỏ vô xay. Giờ mình bỏ vô cái là một lát nữa xay như bột có thành ra nó không ngon. Mình trộn cho nó thấm. Giờ mình xay xong rồi, các bạn thấy dẻo ghê chưa? Rất là dẻo luôn. Thơm quá, có chút xíu nước mắm mà thơm. Bây giờ mình cho tiêu hột vào nha. Tiêu này các bạn trước khi làm mình bắt chảo rồi mình rang sơ nha. Rang sơ cho nó giòn, nó thơm, mình mới là gói mới ngon nha. Làm chả mới ngon. Các bạn thấy nó dẻo ghê chưa? Bây giờ mình sẽ đi gói rồi. Mình chuẩn bị đây là cái bọc. Trộn cho tiêu nó đều. Bây giờ mình sẽ cho cây chả này vào tủ đông.
khoảng chừng 30 phút mình lấy ra, mình gói lá chuối nha. Thời gian chả của mình bỏ trong tủ đông cũng được nửa tiếng rồi nha cả nhà. Bây giờ mình cắt ra mình gói lá chuối nha. Mình cho ra mình gói lá chuối. Rất là dai luôn. Giờ mình gói nhanh mình cứ xoay vòng được các bạn. Khỏi có vậy. Gói vậy chỉ chặt cái đòn chải á chả của mình nó sẽ dẻo, dai. Siết chặt khi nào tốt mình lấy. Bây giờ mình sẽ cho vào hấp nha. Mình nào để nấu nước sôi xong cho vào mình hấp. Mình bắt hồi nước cũng đã sôi rồi nha. Bây giờ mình cho đòn chả vào. Đây bây giờ mình đã cho đòn chả vào sửng mình hấp nha. Mình hấp khoảng 50 phút nha các bạn. Lụa giờ mình đã hấp chín rồi các bạn. Chả tàu hủ kỳ á, mình đã tháo ra lá chuối rồi. Bây giờ mình sẽ cắt ra, mình cho lên dĩa mời các bạn tham khảo nha. Chả lụa giờ mình cắt rồi các bạn thấy ngon không nè, nó dẻ dặt nó cứng ngắc à. Cái này mình hấp cho nó mềm, mình luộc cho nó mềm xong rồi mình mới bỏ, mình cho vô tủ ngăn mát tủ lạnh này các bạn, mình cho vô ngăn mát tủ lạnh qua đêm mình, nó cứng nó ngon. Bây giờ mình cắt rồi. Cả nhà nhìn thấy ngon không? Dai lắm nha nè. Rất là dai, dai mà cứng nhắc luôn. Cái này mình hấp cũng được 5-60 phút đó các bạn. 50 phút á. Bây giờ chả mình đã sắc ra rồi nha các bạn. Các bạn thấy chả mịn ngon ghê không? Mình sắc rất là mỏng nha, chứ mình không có sắc dày nha nè. Mà cái chả của mình rất là ngon luôn. Còn đây là mình sắc có nửa cây, còn nửa cây mình để lại. Thôi giờ món chả của mình cũng đã hoàn thành rồi. Mình chúc các bạn làm món chả lụa này ngon mẹ miệng nha.
Các bạn cũng thể là mình làm chả lụa kho, chiên, kho tiêu hoặc là chiên, ăn phở, bún, bánh canh, mì, hủ tiếu rồi được hết nha. Thôi bây giờ mình xin chào, chúc cả nhà luôn bình an, ăn một cái Tết vui vẻ và hạnh phúc. Luôn luôn, gia đình này luôn luôn gặp nhiều may mắn nha. Mình xin chào.